Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn ngày mới công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2020 và theo âm lịch hôm nay là ngày 27 tháng 9 năm canh tí. Ngày này là ngày kỷ mùi tháng bính tuất năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hắc đào các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ bính dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc kim quỹ, giờ đinh mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc bảo quang, giờ kỷ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường, giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh, giờ giáp tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thanh long, giờ ất hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc minh đường vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh thiên thượng hỏa ngày kỵ mùi tức can chi tương đồng thuộc thổ và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm thiên thượng hỏa kỵ tuổi quý sửu ất sửu ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim đặc biệt là tuổi quý dậu ất mùi thuộc hành kim không sợ hỏa ngày mùi lục hợp với ngọ tam hợp với mão và hợi thành mộc cục xung với xỉu hình xỉu hại tý phá tuất tuyệt xỉu vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi đinh xỉu ất xỉu tuổi xung trong tháng tuổi mậu thìn nhâm thìn nhâm ngọ nhâm tý và nhâm tuất vài các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như là sao u vi tinh tốt mọi việc, sao đại hồng sa tốt mọi việc, sao sát cống đại cáp tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát, sao ngũ hợp tốt mọi việc. Các sao xấu trong ngày cũng có bao gồm sao địa phá kỵ về xây dựng nhà cửa khởi công, động thổ, sao hoang vu, xấu mọi việc sao băng tiêu ngọa hãm xấu mọi việc sao hà khôi xấu mọi việc nhất là khởi công động thổ xây dựng nhà cửa sao trùng tang kỵ cưới hỏi an táng khởi công động thổ xây dựng về nhà cửa sao trùng phục kỵ giá thú an táng sao chu tức hắc đạo kỵ về nhà mới khai trương sao nguyệt hình xấu mọi việc sao nguyệt hư kỵ khởi tạo cưới hỏi an táng sao tứ thời cô quả kỵ cưới hỏi về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng đông bắc tài thần hướng chính nam sau đây mời các bạn đốn xem tử vi chi tiết 12 con giáp Thứ năm, ngày 12 tháng 11 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mời các bạn đoán xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tý á, cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp được thiên ấn chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi Tý đầu óc minh mẫn và linh hoạt hơn thường ngày, dễ gặt hái được nhiều thành công trên cái con đường công danh sự nghiệp với mình cùng với đó thái độ nghiêm túc tận tâm làm việc của bạn mệnh tuổi Tý cũng được mọi người đánh giá cao và cấp trên ghi nhận nữa tuy nhiên trong ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tý bạn lại đang gặp ngày tý mùi tư hại cái điều này khiến cho bạn tuổi Tý dễ phạm phải tiểu nhân bị tiểu nhân quấy phá ít nhiều ảnh hưởng tới năng suất và chất lượng làm việc bạn mệnh nên cần phải đề phòng vận hơn bạn tuổi Tý nhé Ngày thứ năm này, đối với bạn tuổi tí, dựa trên quy luật tương sinh tương khắc, trong ngày này, thủy sinh cho mộc, cách vận trình tình cảm của bạn tuổi tí có phần diễn ra rất chi là xun xỉa, hạnh phúc, đôi bên cùng biết quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, tình yêu vững bền thiêu năm tháng nữa. Và ngày này, đối với bạn tuổi tí, bạn đang có được báo hiệu nhiều cơ hội để cải thiện về tình hình tài chính của bạn thân mình số gặp được quý nhân, công việc thuận lợi, cầu tài, xuất hành đều được như ý. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim, tình cảm ngọt ngào, đôi lứa đắm chìm trong hạnh phúc. Tử vi tuổi bính tý thuộc thủy, công danh sáng lạn, gặt hái được nhiều thành công. Tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa, tài năng xuất chúng, dễ bị tiểu nhân ganh ghét. Từ vi tuổi canh tí thuộc phổ thổ, đề phòng có kẻ nối xấu sau lưng ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân. Từ vi tuổi nham tí thuộc mộc, may mắn ngập tràn. Về đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường màu trắng màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi Sửu tuổi Thân tuổi Thìn tử vi tuổi Sửu thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Sửu á cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang có điểm báo không được suôn sẻ cho lắm. Ngày này đối với bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình xung thìn tuất Sửu mùi. Vì vậy mà bạn mệnh tuổi Sửu đang có điểm báo tự tin thái quá, lúc nào cũng muốn xông lên phía trước mà không suy nghĩ thấu đáo hậu quả trước sau nên dễ mắc phải sai lầm lắm nhé. Và với bạn tuổi Sửu trong ngày này đang có được thiên tài đồng hành, bạn tuổi Sửu tuy là người thông minh, nhạy biến nhưng dễ thiên về ba hoa, chú trọng vẻ bề ngoài, thiếu đi sự kiên nhẫn nên mọi sự đều khó đạt được như kỳ vọng. Và với bạn mệnh tuổi Sửu nên nhìn nhận khuyết điểm và sửa đổi bản thân mình để cải thiện vận trình những ngày tiếp theo theo chiều hướng tốt hơn bạn tuổi Sửu nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Sửu, thời tiết thay đổi thất thường dễ khiến cho bạn bị các bệnh liên quan tới đường hô hấp như là viêm họng, amidan. Bạn mệnh tuổi Sửu nên chú ý đến việc ăn uống khoa học, chú ý giữ gìn sức khỏe nữa bạn tuổi Sửu nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim, công việc bất ổn nên suy nghĩ thấu đáo để tránh phạm sai lầm. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy thừa nhận khuyết điểm tích cực sửa sai, vận mệnh sẽ cải biến tốt. Từ vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa, thông minh, nhạy biến, dễ chạm được thành công. Từ vi tuổi tân sửu thuộc thổ, chú ý sức khỏe bằng cách ăn uống khoa học, tập thể dục thể thao đều đặn. Từ vi tuổi quý sửu thuộc mộc nên kiên nhẫn trong giao tiếp, cẩn trọng trong công việc, may mắn sẽ mỉm cười với bạn. Về đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, quân số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi tỵ, tuổi giàu. Từ vi tuổi dần thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tử dần trong ngày này đang được tiết lộ rằng cái vận trình tình duyên của bạn không được như ý muốn khi bạn đang gặp ngày có kiếp tài điêu bám, vợ chồng dễ nảy sinh tranh cãi, tranh chấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa khí gia đình nữa nhé. Tuy với bạn tuổi dần, con đường tình duyên có chút trục trặc, nhưng trong công việc bạn tuổi dần luôn nhiệt tình, hăng hái giúp đỡ mọi người, nên nhận được sự yêu mến ở khắp mọi nơi. Đó chính là lý do tại sao khi có gặp khó khăn đi chăng nữa, bạn mệnh luôn được quý nhân đồng hành, có người giúp đỡ để vượt qua hoạn nạn đó bạn tuổi dần nhé. Và ngày hôm nay đối với bạn tuổi dần, bạn nên chú ý vận động nhẹ nhàng để tránh mắc phải những căn bệnh liên quan tới cột sống, bạn hãy luôn nhớ rằng sức khỏe luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu. Dù có bận trăm công nghìn việc đi chăng nữa, cũng không nên bủa bê bản thân mình bạn tuổi dần nhé. Sức khỏe sẽ góp phần cho bạn tạo dựng một tương lai rực rỡ và huy hoàng hơn nữa. Vài tử vi tuổi giáp dần, thuộc thủy, hăng hái, nhiệt tình, được mọi người yêu mến. Tử vi tuổi bính dần, thuộc hỏa, quý nhân đồng hành, giúp bản mệnh, dễ dàng vượt qua được kiếp nạn. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc thổ, nên chú ý vận động, nhẹ nhàng, để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mộc, chăm sóc bản thân, tận hưởng thú vui cuộc sống. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc kim, vợ chồng nên nhận nhịn tránh để ảnh hưởng hòa khí gia đình. Về đánh giá của bà tuổi dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi ngọ. Từ vi tuổi mão thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mão trong ngày này đã gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi mão mùi cái điều này khiến cho công việc của bạn tuổi mão trong ngày hôm nay rất chi là thuận lợi sự nghiệp phát triển thi cử học hành đều đạt được kết quả tốt và với bà tuổi mão có thể có khả năng mở rộng cái mối quan hệ xã giao ký kết được những hợp đồng có giá trị hứa hẹn đem lại cái nguồn thu nhập lớn lao cho tương lai của bạn nữa nhé ngày này đối với bà tuổi mão đang gặp được cục diện ngũ hành tam hợp giúp cho đôi bên có sự thấu hiểu cảm thông và bao dung cho nhau tất nhiên bên cạnh những ưu điểm thì ai cũng sẽ có những thiếu sót Xong, không vì thế mà hai bạn từ bỏ tình yêu, ngược lại, lại càng gắn bó với nhau hơn nữa. Và ngày này đối với bạn tuổi mão, bạn cũng đang gặp được ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này góp phần đem lại thêm may mắn cho những bạn tuổi mão, giúp tình cảm gia đình ngày càng một khăng khít gắn bó hơn tình cảm chị em tình cảm anh em tình cảm bạn bè tình đồng nghiệp đều tiến triển rất chi là tốt đẹp nữa và ngày này đối với bạn tuổi mão cũng đang có được báo hiệu đầu tư thuận lợi, buôn bán đắt hàng, thi cử, phỏng vấn liên quan tới hồ sơ sổ sách đều lợi thế hơn người, ký kết hợp đồng, xuất hành đều tốt bạn tuổi mão nhé. Về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy, thần may mắn sôi đường, mọi việc đều được thuận buồm xuôi gió, từ vi tuổi đinh mão thuộc hỏa mối quan hệ xã giao rộng mở dễ trở thành tâm điểm của sự chú ý tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ tình cảm thăng hoa vững bền theo năm tháng tử vi tuổi tân mão thuộc mộc chân thành bao dung đối xử tốt với mọi người ai cũng yêu mến tử vi tuổi quý mão thuộc kim đường tình duyên hanh thông tình cảm vợ chồng nồng nàn say đắm vài đánh giá của bạn tụi Mạo trong ngày thứ năm này sự nghiệp 5 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 2 số 9 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu đen màu xanh dương quý nhân phụ trợ tuổi tốt tuổi hợi tuổi mùi tử vi tuổi thìn thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi thìn ạ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này bạn đang gặp ngày của cục diện ngộ hành tứ hình xung cho nên với bạn tuổi thìn rất có thể sẽ có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra với bạn và bạn mệnh tuổi thìn rất dễ xảy ra sao nhã mất tập trung trong công việc cho nên hiệu quả không được như mong muốn nữa. Bù lại cho công việc của bạn tử thìn trong ngày hôm nay thì về cái phương diện tình cảm của bạn lại có phần được tốt đẹp. Tình cảm bạn ân cần quan tâm tới nửa kia giúp cho bạn mệnh nhanh chóng vượt qua sự chán nản, lấy lại được động lực để phấn đấu hơn trong công việc của mình. Bên cạnh đó, sự suy nghĩ, tính toán cẩn thận trong chi tiêu cùng giúp cho bạn tuổi thìn tiết kiệm được một khoản tiền kha khá chuẩn bị cho những dự định trong tương lai của mình nữa rồi nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi thìn đang có điểm báo xuất hành đi xa thì không thuận lợi, có thể mất của hao tài, cầu tài không được như ý hay bị trái ý, nghịch lòng nữa bạn tuổi thìn nhé. Về tử vi tuổi giáp thìn, thuộc hỏa, tinh thần sao nhã, hiệu quả công việc không cao. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc thổ, chăm chỉ tiết kiệm, tích góp cho tương lai. Tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mộc, vợ chồng, chia sẻ, giúp đỡ nhau cùng vượt qua sóng gió. Tử vi tuổi canh thìn, thuộc kim, tìm thấy động lực để cố gắng hứa hẹn thành công trong tương lai Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy nhìn xa trông rộng tính toán cẩn thận Vài đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi giàu, tuổi thân. Từ vi tuổi Tỵ, thứ năm, ngày 12 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn Mạnh tuổi Tỵ trong ngày này, bạn sẽ chứng minh được năng lực thực sự của mình. Ngày này đối với bạn tuổi Tỵ đang gặp được ngày tỵ Mùi tư hội, cái điều này giúp cho công việc sự nghiệp của bạn Mạnh tuổi Tỵ phát triển rất chi là thuận lợi. Bạn đang có vận quý nhân giúp đỡ, quan hệ xã giao được hài hòa, tình cảm cũng rất chi là tốt đẹp nữa nhé. Với bạn tuổi tỵ khả năng tăng tín của bạn trong cái thời điểm này là khá tốt. Bạn mệnh hãy dồn hết sức mình để phát huy nhiều hơn nữa. Có thể bạn đang cách thành công một khoảng không xa nữa đâu. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày này với bạn tuổi tỵ bạn lại đang gặp ngày có thương quan xuất hiện. Cái điều này nhắc nhở bạn mệnh tuổi tỵ nên cân nhắc cái việc chi tiêu sao cho hợp lý, cứ vung tiền tự do vô chính phủ như cái thời điểm hiện tại thì cố làm bao nhiêu cũng không đủ để ăn tiêu đó bạn tuổi tỵ nhá. Và tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa chứng minh năng lực khẳng định vị thế bản thân, tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ quan hệ xã giao hài hòa tình cảm tốt đẹp, tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc nắm bắt cơ hội thành công trong tầm với tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim cân nhắc chi tiêu thật hợp lý tránh bạ đau vung tiền đó tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy quý nhân giang tay chào đón khó khăn mấy cũng có thể biến thành nguy biến nguy thành an với đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ năm này sự nghiệp 5 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 6 Số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Từ vi tuổi Ngọ, thứ năm, ngày 12 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này bạn đang gặp được ngày có thiên tài ban phước. Cái điều này cho thấy với bà tử ngọ đang có được may mắn bội phần trong ngày hôm nay. Ngày này đối với bà tử ngọ, những người kinh doanh buôn bán thì có được một ngày buôn may, bán đắt, rẻ thu được cái nguồn lợi nhuận khổng lồ. Những người làm công ăn lương cũng tràn đầy động lực và khí thế để làm việc. Do đó, thành quả luôn vượt kế hoạch để ra nữa luôn nhé. Trong ngày này, đối với những ai đã có gia đình thì đây là thời điểm bạn nên dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho nửa kia của mình. Thời gian trôi qua không trở lại, đừng để cho mình phải hối tiếc về sau này bạn tuổi ngọ nhé. Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi ngọ, bạn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành, ngọ mùi tư hội. Cái điều này mang tới cho bạn tuổi ngọ có được sức khỏe dồi dào. Bạn chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao cùng một chế độ ăn uống hợp lý sẽ giúp cho bạn mệnh có một cuộc sống trường thọ và hạnh phúc nữa bạn tuổi ngọ nhé. Ngày này đối với bạn tuổi ngọ đang có được thiên hỷ chủ về sự vui vẻ, hòa nhã, gặp nhiều may mắn, tài lộc được tăng tí nữa và trong ngày này đi xa với bạn tuổi ngọ cũng rất chi là thuận lợi. Và bạn đừng quên hãy nên xuất hành theo những cái hướng tốt như là hướng Đông Bắc hoặc là hướng chính Nam. Hai cái hướng này sẽ mang lại nhiều may mắn cũng như là tài lộc về cho mình bạn tuổi ngọ nhé. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, mua bán đắt hàng, dễ kiếm được lợi nhuận cách xù. Từ vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, tình duyên ngọt ngào, vợ chồng xôn sắc, thủy chung. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa khí thế hừng hực làm việc quên thời gian từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ gia đình là niềm tự hào bình yên nhất sau những dông bão cuộc đời hãy chăm sóc và yêu thương nhiều hơn từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc luyện tập thể thao nâng cao sức khỏe nên thực hành thường xuyên về đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày thứ năm này sự nghiệp năm sao tài lộc 5 sao, sức khỏe, 4 sao, tình cảm, 4 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi Mão, tuổi Dần. Từ vi tuổi Mùi, thứ năm, ngày 12 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này bạn đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cái điều này mang đến nhiều may mắn cho bạn tuổi mùi trên con đường công danh sự nghiệp của mình trong ngày hôm nay tuy nhiên với bạn tuổi mùi nếu không biết kiềm chế bản thân hành động nông nổi bạn mệnh rất dễ đánh mất đi những thành quả mà bạn đã gây dựng bấy lâu nay nữa nhé Ngày thứ năm này đối với bạn tuổi mùi, bạn cũng đang gặp ngày có mộc khác với thổ. Cái điều này cho thấy về cái phương diện tình cảm của bạn lại có phần không được như ý. Vợ chồng nên chú ý lời ăn tiếng nói để tránh mâu thuẫn, cãi vã với nhau chỉ vì những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Tình cảm cứ tự êm đềm là hóa ra lại đầy những cơn sóng ngầm ở phía dưới. Bởi vậy, ông bà ta khuyên hãy ú lưỡi 7 lần trước khi nói bạn tuổi mùi nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi mùi cũng đang có điểm báo dễ bị tình cảm chi phối công việc khiến cho việc hoàn thành công việc được giao trở nên khó khăn hơn và với bạn mệnh tuổi mùi cần phải sáng suốt hơn với những cái quyết định của mình trong ngày hôm nay nữa nhé. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim cát hung song hành nên cẩn trọng trong mọi quyết định. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy nhận nhịn sẽ mang lại phúc báo sau này. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa chú ý lời ăn tiếng nói, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Về tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ tình cảm chi phối, mọi chuyện không được như ý muốn. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc sáng suốt với những quyết định của bản thân mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này: Sự nghiệp 3 sao, Tài lộc 4 sao, Sức khỏe 4 sao, Tình cảm 3 sao, Con số may mắn: số 1, số 9, Giờ tốt: từ 17 giờ đến 19 giờ, Màu sắc cát tường: màu nâu, màu cam, Quý nhân phù trợ: tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Từ vi tuổi thân thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là đối với những bạn đang còn độc thân, đơn phương địa bóng, đang được đào hoa trợ mệnh, hình tượng đoan trang, quý phái mà bạn tuổi thân gây dựng giúp cho bạn mệnh thêm phần tự tin hơn vào bản thân mình, sẵn sàng để bày tỏ tình cảm với người mà mình yêu thương nữa rồi nhé. Tuy nhiên, đối với những bạn đã có gia đình rồi thì lại có phần hơi bạo thủ và cứng nhắc khi cứ khăng khăng làm theo ý của mình, chẳng để cho đối phương mở lời nói câu nào. Cái điều ấy rất dễ đẩy khoảng cách giữa hai người xa cách nhau hơn nhé. Chính quan xuất hiện cũng cho thấy sự nghiêm túc cùng tinh thần làm việc trách nhiệm giúp cho bạn tự thân dễ dàng tạo dựng được sự thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Đó là thành quả xứng đáng với công sức mà bạn tự thân đã bỏ ra từ bấy lâu nay tới giờ. Về từ vi tuổi giáp thân thuộc thủy có phần bảo thủ để cao bạn ngã cá nhân dễ mất điểm trong mắt mọi người, từ vi tuổi bính thân thuộc hỏa tận tụy với công việc hòa đồng với tập thể dễ đạt được thành công từ vi tuổi mậu thân thuộc thổ vận đào hoa răng lối được nhiều người yêu thương từ vi tuổi canh thân thuộc mộc đoan trang quý phái trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý trong đám đông từ vi tuổi nhâm thân thuộc kim biết cách kiếm tiền tài lộc được vượng phát về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Dậu thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là cái vận trình ngày này với bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có thiên quan ngáng đường mang đến cho bạn tuổi Dậu một ngày không được mấy bình an suôn sẻ khi mà với bạn tuổi Dậu càng muốn cố gắng bao nhiêu thì kết quả thu được lại tỷ lệ nghịch bấy nhiêu. Điều ấy khiến cho bản mệnh tuổi dậu có đôi chút chán nản và thất vọng nữa. Với bạn tuổi dậu trong ngày này cũng rất dễ bị kích động bởi những lời nói hay là hành động từ mọi người xung quanh. Dù chỉ là lời nói bông đùa nhưng với sự cả nghĩ bạn tuổi dậu cảm thấy bị tổn thương nữa đó nhá Với bạn tuổi dậu bạn cũng là người thuộc tuyếp người hay cả nghĩ mù quáng tin người, lụy tình và tự chúc lấy tổn thương cho mình nữa bạn tuổi Dậu nhé. Cái vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này cũng đang gặp ngày có mộc khắc với kim, cái điều này cho thấy bạn nên cẩn trọng với việc đi đứng để tránh những tai họa thương tật ngoài ý muốn xảy ra với mình và khi tham gia giao thông bạn mệnh nên chấp hành đúng luật đi đúng làn đường không phóng nhanh vượt ẩu và đừng quên đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn cho mình nữa bạn tuổi dậu nhé về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy thực tế trái với bạn tưởng tượng, bản mệnh dễ đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa hạn chế đi lại nhiều để tránh những tai nạn bất ngờ có thể ập đến. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ duy trì thái độ sống lạc quan tích cực, mọi chuyện đều sẽ được hanh thông. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc hãy là chính mình, dám làm dám chịu, đừng để cho người khác đứng mũi chịu sào nhé. Từ vi tuổi quý dậu thuộc kim cần được an ủi để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Về đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tốt thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi tuốt, chua chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tuất trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi cho nên bạn đang có điểm báo có chiều hướng xấu trong ngày nhé. Cụ thể là công việc với bạn tuổi Tuất đang thiếu đi sự tập trung, không hiểu quả, tình cảm thì có nhiều mâu thuẫn, phức tạp nữa. May mắn là trong cái vận trình ngày này đối với bạn tuổi Tuất, bạn lại đang gặp được ngày có chính tài đồng hành, cho nên với bạn tuổi Tuất sẽ nhận được những nguồn trợ giúp từ gia đình và bạn bè để vượt qua giai đoạn khó khăn. Vì thế, dù có lâm vào nghịch cảnh thế nào đi chăng nữa, bạn mệnh tuổi tuất cũng nên phải bình tĩnh và và tự tin để đối mặt với nó, vượt qua nó nhé. Ngày này đối với bạn tuổi tuất cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này cho thấy có cái dấu hiệu sức khỏe của bạn không được tốt cho lắm. Bạn mệnh tuổi tuất có thể sẽ mắc phải những vấn đề về đường hô hấp các bệnh liên quan tới cột sống và gân cốt nữa đoạn. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ nhận được sự giúp đỡ kịp thời bình an thoát khỏi khó khăn tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ tình cảm có nhiều mâu thuẫn nên biết kiềm chế bản thân tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc bình tĩnh đối diện với mọi tình huống có thể phát sinh với tâm thế vững vàng nhất tử vi tuổi canh tuất thuộc kim, sức khỏe suy giảm nên chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy dễ bị bệnh về gân cốt, cột sống nên cẩn trọng khi mang vác vật nặng. Về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi hợi trong ngày này đang có được báo hiệu tình duyên được khởi sắc và với bạn tuổi hợi, cái chuyện tình cảm là yếu tố được bản mệnh quan tâm hàng đầu trong ngày hôm nay. Ngày này bạn cũng đang gặp được ngày có tam hợp quý nhân dẫn đường trị lối cuối cùng với bạn cũng tìm được bến đỗ của đời mình nữa rồi. Đường tình duyên được nở rộ, chẳng cần mất quá nhiều thời gian với bạn để nhận ra đâu mới là người mình cần phải trân trọng suốt cuộc đời này. đã với cô đơn nhưng giờ bạn mới biết hạnh phúc lứa đôi thì có thể thắp sáng một ngày đến thế nào nhé. Chính ấn chiếu mệnh xuôi đường cái việc học hành làm ăn của bạn tuổi hợi trong ngày hôm nay bội phần được may mắn cái điều này khiến cho bạn mệnh tuổi hợi có phần nhanh chóng vượt qua được các chỉ tiêu nhờ đó mà con đường công danh sự nghiệp với bạn rất chi là rộng mở trong ngày nữa và ngày này đối với bạn tuổi hợi đang có được báo hiệu đi xa gặp được người có quý nhân giúp đỡ, có tài, có danh tín, có tiên vui trong gia đạo nữa bạn tuổi hợi nhé. Vai tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa, tình duyên nở rộ, dễ gặp được người thương, tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ, hạnh phúc thắp sáng tương lai, tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc, học hành làm ăn tấn tới, phát tài phát lộc, tử vi tuổi tân hợi thuộc kim, nhiệt tình, trách nhiệm, đường công danh được rộng mở. và đánh giá của ban tuổi hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tiếc like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại